anh đã gửi những nhiệm vụ riêng cho May để thực hiện song hành chúng ta có yên. Nhiều cái chuyến đi hấp dẫn hơn về Viên Chăn cũng như các nước ở bạn, cho nên là xin mời May có thời gian đi chơi luôn. Nhân chuyến công tác dày đặc của May, Sĩ Thanh đã tốt bụng gửi thêm một vài nhiệm vụ nữa để cho cái sự công tác của May có thêm dày đặc hơn. Và lý do tại sao mà khi đi trai tráng khi về đen thui như thế này? Thôi hoàn là đi quay làm gì ông chả tự khen luôn á. Vì thôi tự ra đi làm gì ở nhà đi. Như ông về chuyến hàng làm như lúc trước trắng lắm vậy á. Mà làm như lúc trước trắng lắm vậy á, trước giờ vẫn đen. Dạ mấy bạn có coi clip không ạ? Coi. Chồng này có mấy cái số à? Đeo gan toàn vậy đó. Bây. Ừ? Gì đó? Nhiệm vụ phương xa. Ủa nhiệm vụ cái gì? Đang làm nhiệm vụ. Ê, bà Sĩ Thanh bà cũng rảnh lắm á. Biết tôi đi công tác rồi mà còn giao nhiệm vụ gì nữa? Tìm những địa điểm thú vị. Ủa? À mà khoan, được được được. Tôi đang theo đoàn Yamaha Exciter Tour, đang đi ngang qua Viên Chăn. Chắc gì vậy mà Sĩ Thanh gửi này đúng không? Rồi ok, tôi sẽ giúp Sĩ Thanh. Nhưng mà nhiệm vụ tới đâu tôi không biết nha. Tôi phải đi theo đoàn trước. Và dĩ nhiên là lo chuyện của tôi trước. Vậy nha. Bye. Giúp gì có theo dõi nha. Có lương không? Đâu có được miếng lương nào đâu. Đồ đi chơi xuống chết. Tôi chưa đi Lào bao giờ luôn. Viên Chăn này hả? Thật lỗ đây vậy? Đây là thật lừa. May đang đứng tại địa điểm đầu tiên có thể tham quan được ở Viên Chăn, đó là thạc luống. Để giới thiệu hay nhất về văn hóa ở nơi đây thì có lẽ mình nên nhờ một hướng dẫn viên ngay tại địa phương. Thạc là tháp, luống là lớn. Thạc luống được coi như là tháp lớn nhất của đất nước Lào. Và đây được coi như là biểu tượng của quốc gia Lào. Thạc luống được in trên nông trần kíp của Lào. Thạc luống được xây lần đầu tiên trước công nguyên hơn 300 năm do năm nhà sư Lào đi học tại Ấn Độ về và mang lại xá lị của Đức Phật về với đất nước mình. Vâng, và sau đó xin lại Chào Mường tức là chủ tịch thành phố ngày xưa xin lại để xây lên cái ngôi tháp để lưu giữ xá lị của Đức Phật đặt tại đất nước mình. Trải qua mấy trăm năm về sau thì người dân tại đất nước này họ thấy một cái ngôi tháp đây cũng là một cái ngôi tháp linh thiêng, và đây được coi như là thánh địa Phật giáo đầu tiên tại đất nước Lào. Và đến thời kỳ thứ hai là năm 1560 có một vị vua có công rất là lớn so với đất nước Lào, đó là vị vua Xây Nhạ Sệt Hà Thị Lạt rời đô từ Luang Pha Bang cách đây 400 cây số về phía bắc, đó là thủ đô cũ của đất nước này, về với thủ đô Viên Chăn trước đây hơn 400 năm và sau đó xây lên cái ngôi tháp, tháp cổ ở dưới bằng và lên gọi là tháp lớn như mình thấy hiện tại. Tháp luống cao 45m và rộng 49m bằng có 32 tháp nhỏ xung quanh. Được xây lên tháp lớn trong thời kỳ 2 từ năm 1560 đến năm 1566 hoàn thành công trình và đặt tháp luống được là biểu tượng của đất nước. Nhưng các anh thấy mình thấy ở trong này nó như là một cái tháp vàng á. Khuôn viên thạch luống nó cũng có dát vàng thật là ở trong lòng tháp và trên ngọn tháp ạ. Và trong mấy trăm năm trải qua đây thạch luống cũng bị tàn phá rất là nhiều lần, và đặc biệt là thời Pháp. Sau khi đất nước Lào giải phóng thì dân Lào lại trung tu lại một lần nữa. Tức là có vàng thật ở bên trong tháp và ở trên ngọn tháp được cũng có vàng thật luôn. Patusei. Đây là Khải Hoàn Môn, biểu tượng của Viên Chăn. Đã đến Viên Chăn là phải thăm Khải Hoàn Môn. Một địa điểm tiếp theo mày muốn giới thiệu. Đi nào. Tượng đài chiến thắng Patusei. Patu là cái cửa, bằng say là chiến thắng. Nên đây được coi như là cửa chiến thắng hay là cổng chiến thắng của người dân Lào đã giành được độc lập tự do về với đất nước mình và giữ lại tên Lào trên bản đồ thế giới này. Patusei được thiết kế từ năm 1957-58 và bắt đầu xây công trình này lên từ năm 1962. Do một người kỹ sư Lào không thể Pháp về và mang lại kiến trúc của đất nước Pháp về với đất nước mình, đó là Khải Hoàn Môn của Pháp. Nhưng mà về với đất nước mình sẽ thiết kế theo của Pháp thì mình không thể làm được như người ta. Thì vì đất nước mình là đất nước Phật giáo nên là kiến trúc này phải mô hình lại theo kiến trúc của đất nước mình, đó là cái mái của Khải Hoàn Môn. Công trình này nó cũng bao gồm có 3 kiến trúc, là kiến trúc đầu tiên là Khải Hoàn Môn của Pháp và cái thứ hai là nơi bắt nguồn ra Phật giáo, đó là Taj Mahal, đất nước Ấn Độ. Vâng ạ, ở trên mái nhà mình nhìn ra xa sẽ biết. Vâng ạ, và cái kiến trúc đặc biệt và nhiều nhất đó là kiến trúc của đất nước Chèo Voi, là đất nước của đất nước Lan Sa. Vâng ạ, là có các con khỉ Hanuman. Vâng ạ, theo truyền thuyết của người dân Lào thì con khỉ Hanuman ra đời thời gian đó và sau đó mới thành con người Lào. Và công trình này cao 49m được coi như là biểu tượng của thủ đô Viên Chăn.
Đây là cao nhất của trung tâm thủ đô Viêng Chăn rồi. Đặc biệt của công trình này là được 0km số 0 tại trung tâm thủ đô Viêng Chăn. Ngôi chùa Mẹ Sì Mương được coi như là ngôi chùa linh thiêng nhất thủ đô Viêng Chăn nói riêng và đặc biệt là đất nước Lào nói chung. Nhưng ai mà đến với Viêng Chăn á thì họ sẽ không bỏ qua được chùa Mẹ Sì Mương. Kể cả người Lào từ Bắc, Trung, Nam khi đến với Viêng Chăn họ sẽ có một lần nào đó dự vào chùa Mẹ Sì Mương. Ngôi chùa Mẹ Sì Mương là ngôi chùa duy nhất tại đất nước Lào vừa thờ mẫu và thờ Phật giáo, tức là thờ thần ạ. Thờ thần và thờ Phật giáo. Ngôi chùa Mẹ Sì Mương được xây lên từ năm 1560 đến 66. Đây là công trình lớn nhất của nhà nước Lào thời gian đó, cách đây hơn 400 năm về trước, do vị vua Sanya Siddharth Lạt xây lên. Về truyền thuyết của ngôi chùa Mẹ Sì Mương, ngày xưa người dân Lào đến cư trú sinh sống tại đây cũng khá là lâu đời người, nhưng mà thấy mình chưa có được chủ người, chủ đất này. Mà một hôm nào đó mà giếng của người dân Lào đang sử dụng nước để ăn uống hàng ngày mà khiến cho người dân uống xong lại bị bệnh và chết. Sau đó mới kêu gọi những người thầy bói đến kiểm tra lại bản làng mình như thế nào. Và sau khi gọi thầy bói đến, thầy bói mới nói rằng là hiện tại bản đang cần một người chủ để làm chủ tại đất nước này, mà vì bản này chưa có. Và nên trưởng bản mới kêu gọi những người dân đến và hiện tại đang cần một người con gái chưa chồng chưa con để hy sinh cuộc đời nhảy xuống giếng và lắp một cái cột mốc lên và đặt lên để thành một cột mốc của Viêng Chăn và gọi là biểu tượng thời gian đó để người dân cũng thờ mà kêu gọi mãi mà cũng không thể có ai mà hy sinh cuộc đời mình. Và đến một ngày có một người con gái mang tên Sì nhưng bà đã có gia đình rồi ạ, chạy từ nhà mình đến với giếng thần này, sau đó mới chạy đi ba vòng và xin cầu khấn cho mình hy sinh cuộc đời làm chủ tại đất nước. Và bà nhảy xuống giếng và sau đó họ mới lắp cái cột mốc xuống để làm cột mốc mường và là làm nơi thần của người dân để được cung thờ. Sau khi bà nhảy xuống trong những ngày làm lễ, họ mới phát hiện ra rằng là bà đang mang bầu 3 tháng, nên ngôi chùa này mới được mang tên là chùa mẹ của người dân Lào. Mẹ là tức là bà đang mang bầu và Sì là tên của bà, và Mương tức là quận, tức là thành phố ngày xưa, nên tên đầy đủ của ngôi chùa này là chùa Mẹ Sì Mương. Đây là nơi chùa duy nhất tại thủ đô Viêng Chăn có những người thầy sư buộc chỉ cổ tay cho những người mình như tay của em đây ạ. Đây là bùa để gọi là cho những sức khỏe hay là may mắn cho con người mình. Có anh là có nhu cầu mình xin cầu khấn để những cái gì với bà mẹ Sì Mương á, thì mình xin ngồi cầu khấn, sau đó mình nhấc bức tượng Phật lên. Thì trước khi nhấc bức tượng Phật lên thì mình hãy xin nói mẹ rằng là nếu mà cái sự cầu khấn của con sẽ thành công theo ý muốn của con thì hãy cho khối đá trong tay của con hiện tại nó như không có gì. Và sau đó mình nhấc lên cúi đầu được 3 lần. Con trai thì muốn cho cúi đầu nó mới khỏe, tức là mình nhấc lên. Còn con gái thì bằng ngực là được, nhưng mà không được tựa vào ngực. Các bạn có thấy Khải Hoàng Môn bên này thạc luôn, đằng xa kia chùa Sĩ Buông. Vậy là May đã giới thiệu cho các bạn 3 địa điểm có thể đến trong lần đầu tiên đến thăm Viêng Chăn. Cũng là lần đầu tiên May đến Viêng Chăn mà May có thể làm được vậy quá tốt rồi. Nhất là May còn làm 2 công việc cùng một lúc nữa. Ô, tự vừa đi theo hả? Đoàn gần Exciter Tour của Yamaha để ghi hình lại ký sự chuyến đi của họ. Mày vừa phải hoàn thành. Xuống nhanh lên, đoàn mình đi rồi này. Ok rồi, xuống liền. Cứ tưởng là có thưa giây phút thư giãn thì nghỉ ngơi đó. Thôi đi nha, lần sau không giao nhiệm vụ như vậy nữa nha. Đi. Cái điểm đầu tiên là thạc luôn, hay gọi là thạc luổng, tùy theo cách phiên âm của từ tiếng Lào và tiếng Việt. Thì hiểu đơn giản, thạc là tháp, là cái tháp. Luổng là lớn, là tháp lớn, tháp Phật giáo lớn nhất tại nước Lào. Thì như các bạn đã thấy, thạc luổng là được sơn hết toàn bộ bằng màu vàng. Thì đúng thật là bên trong lòng tháp là có vàng thật. Cái ngôi tháp này được trùng tu dần dần qua thời gian, bởi vì ngày xưa nó đã từng bị tàn phá qua nhiều lần rồi. Bây giờ thì hòa bình được lập lại, người dân Lào mới bắt đầu đóng góp lại. Đang vẫn xây dựng đúng không? Vẫn còn đang trùng tu. Tiếp theo, Patuxoay hay còn gọi là Khải Hoàng Môn của người Lào. Đấy là cột mốc đánh dấu cho sự độc lập tự do của người dân Lào. Cuối cùng là chùa Sĩ Muông, cũng là ngôi chùa nổi tiếng nhất ở Lào. Mọi người dân Lào khi đến Viêng Chăn là đều đến đây. Đây, như trên cổ tay May là một cái. Đây là ngôi chùa duy nhất mà có buộc chỉ cổ tay cầu an lành, cầu may mắn, cầu sức khỏe. Và trong ngôi chùa có một bức tượng, trước khi nhấc lên thì sẽ cầu khấn một điều gì đó rồi nói là xin nếu mà điều cầu khấn của con mà được mẹ chấp thuận thì xin mẹ hãy làm cho bức tượng trước mặt đây trở nên nhẹ như không có. Nếu điều khấn đó của mình được chấp nhận thì mình sẽ nhấc lên được 3 lần qua khỏi đầu một cách nhẹ nhàng. Ủa nó nặng lắm hả? Mấy ký? May không biết, tại vì lúc nhấc lên May thấy cũng không nặng lắm, có thể nhấc qua khỏi đầu được. Nhưng mà các bạn đã thấy, đã đến Viêng Chăn thì đây là 3 địa điểm phải ghé qua. Ok.
Quá hay, quá hay, quá hay. Còn thiếu một cái nữa là phải tìm hiểu về món ăn của Lào. Phải chăng món nào ngon, đặc sản mà phải ăn. Có kịp đâu, bị hấu vào đàm quá trời. Đó. Chạy dắt chân cổ. Thôi nhưng mà May cũng đã cố gắng rất nhiều.